Táo ta, táo xanh, màu xanh. Táo ta phải không? Tôi chỉ mua một lượng nhỏ trong túi. Và tôi đến đó cúng dường cho sư trụ trì tại ngôi chùa đó. Và ông chia sẻ với ngài Roshi Kaplow. Roshi là tiếng Nhật có nghĩa là thầy, thiền sư. Nghĩa là ông ấy đã trở thành thầy, có thể dạy thiền rồi. Ngài Roshi Kaplow ở đó. Trước đây ông có giảng ở Đài Bắc. Có lần ông đến đó từ tận Hoa Kỳ, ông cũng viết một cuốn sách. Ông đã sang Nhật Bản và học thiền ở đó. Tôi sắp đến điểm chính đây. Giờ quý vị biết lịch của tôi rồi. Làm cho chuyện thú vị hơn, bằng không tôi kể cho quý vị nghe trong 2 giây là kết thúc, không có gì khác và không câu kết hoặc không chờ đợi. Và rồi tôi không có ý lén nhìn hay gì cả, chỉ tình cờ tôi ở bên ngoài, cạnh cửa sổ đó, bên ngoài cửa sổ với những người khác, còn họ đang ăn bên trong, tại bàn ăn, và sư trụ trì đưa cho ông ấy táo xanh này. Ăn giống như táo tay vậy, giòn và chỉ lớn cỡ này. Ồ không, có trái lớn hơn, lớn khoảng cỡ này, và lớn cỡ này và cỡ này. Và giòn, ăn rất ngon, tùy trái, dĩ nhiên rồi, nhưng hầu hết đều rất ngon, tôi rất thích. Lâu rồi tôi chưa thấy nó, nếu thấy tôi sẽ để dành một trái cho quý vị xem. Để quý vị nhỏ giải, chỉ một trái thôi. Vị sư trụ trì đưa táo của tôi, táo xanh, cho ông Roshi Kaplow và nói, ồ, cái này rất quý, cái này rất quý. Ông ấy không biết đó là từ tôi. Tôi không đưa trực tiếp. Tôi chỉ đưa, dĩ nhiên, cho đệ tử của ông. Và họ đưa cho ông. Chỉ nhân tiện tôi ngồi ở đó và thấy ông đưa cho ông Roshi Kaplow và nói, ồ, cái này rất quý, cái này rất quý. Không biết tại sao ông nói vậy, có lẽ tôi cảm thấy gì đó. Ông cũng là một nhà tu hành rất giỏi, đẳng cấp thứ tư vào lúc đó. Tôi đã nâng ông ấy lên rồi. Ông nói, cái này rất quý, cái này rất quý. Ông mời và giới thiệu táo đó cho ông Roshi Kaplow. Nhưng tôi thắc mắc tại sao ông nói vậy, vì trái này ở Đài Loan thật sự không có gì là quý cả. Thật sự không quý gì, phải không? Vào mùa có rất nhiều và khá rẻ, bởi vì ngay cả tôi cũng có thể mua từ số tiền 500 đài tệ mỗi tháng của mình. Vậy là bao nhiêu? 500 đài tệ. Vậy là bao nhiêu? Dạ 15 Mỹ Kim. 10, dạ 15, 15 hả? 15 Mỹ Kim. Nhưng tôi phải trả tiền xe buýt để đến đó, vì tôi ngưỡng mộ vị sư trụ trì lúc đó. Tôi là Nico, năm đầu tiên trường giới luật. Tôi đi tới chỗ đó và cũng tình cờ thấy ông ấy, Roshi Kaplow. Họ ăn táo và có vẻ thích lắm. Ồ, tôi cảm thấy rất vui trong lòng. Vì họ cũng không biết đó là của tôi cho. Họ cũng không biết là tôi rất vui trong lòng. Bởi vì vị sư trụ trì, ông là một nhà sư nổi tiếng. Nhiều người đến và ông có mọi thứ. Tất cả đồ cúng dường của mọi người, lúc nào cũng có. Thế nên đối với ông, táo xanh này chẳng là gì cả. Nhưng ông ấy nói, ồ, cái này quý lắm. Ông cứ nói vậy trong khi mời ông Roshi Kaplow ăn. Ồ, cái này quý, rất quý. Ông thật sự có ý đó, vẻ mặt của ông và rồi họ ăn và thưởng thức ngon lành. Người tặng thầm lặng, chỉ âm thầm biết về bí mật của hai người họ. Ồ, tôi rất thích, tôi không bao giờ quên cảm giác đó. Cảm thấy vui lắm. Vì lúc đó tôi không có nhiều tiền, và thứ này đối với tôi nghĩ món này không đáng gì cả. Do đó tôi cũng không đưa trực tiếp cho ông, vì nó chẳng là gì giống như quý vị ra ngoài mua vài trái nho hay tương tự. Nho thì còn quý hơn. Vì vậy tôi cảm thấy rất ngượng ngùng là không có nhiều để tặng. Nên tôi đưa cho ai đó, tôi nói, à, cái này, à, quý vị biết. Thậm chí tôi cũng không nói đưa cho ai hay gì hết. Tôi nghĩ họ sẽ để nó chung với mấy trái cam, táo tay, trộn với nhau cho mọi người. Tôi làm những gì có thể, không muốn đến tay không. Và khả năng của tôi chỉ có thế thôi. Nhưng họ ngồi đó ăn hết với sự cảm kích, thích thú và tình thương và nói, quý hóa quá, lặp đi lặp lại hoài hoài với nhà sư này mà nói vậy không dễ gì. Ông rất nổi tiếng ở Formosa. Ông rất nổi tiếng.
ông đã qua đời rồi, đã lên thiên đàng rồi. Nhưng cỡ nhà sư này mà nói vậy, vì lúc đó tôi ngưỡng mộ ông. Ông đến chùa nơi tôi cư ngụ lúc bấy giờ và thuyết giảng. Mặc dù không hiểu nhiều, nhưng tôi thấy ông là một nhà sư rất trang nghiêm, một nhà sư chân chính. Và cách ông nhìn, ồ, tôi thật quý ông vô cùng, nên tôi đi thăm chùa của ông và mang theo máy thu âm nhỏ mà tôi có để thu lại bài giảng của ông, để khi về nhà tôi có thể nhờ ai đó dịch lại cho tôi. Bởi vì tôi thương quý những vị minh sư chân chính, tăng ni chân chính, và còn đi ra ngoài thuyết giảng cho mọi người. Và cách ông ấy nhìn giống như khi mình nhìn hình của Ngài Baba Sawansin, mình thấy có gì đó cảm thấy Ngài rất khác biệt. Không phải minh sư đạo siết nào cũng vậy, nhưng Ngài có điều gì đó. Lần đầu tiên thấy là lập tức tôi có cảm nhận như thế, chỉ thấy tấm hình thôi. Ngài đã mất rồi, do đó tôi cảm thấy rất vui. Mà câu chuyện chưa kết thúc đâu. Nhắc tôi trước khi lịch dài quá nhé. Ông Rosie Kaplow này đã học thiền Zen với nhiều thiền sư chân chính ở Nhật Bản. Ông cũng viết chuyện đó rất buồn cười. Người Mỹ mà. Ông hỏi tại sao quý vị không ăn thịt bò hay ăn thịt? Người Mỹ mà. Không biết lúc đó ông đã ăn chay hay chưa. Có lẽ sau này ông mới ăn. Rồi mấy nhà sư trong chùa, nhà sư Nhật không phải trụ trì mà nhà sư thường nói, chúng tôi không ăn thịt vì chúng tôi không đủ khả năng. Ông viết câu đó, ông nghĩ nó buồn cười trong sách của ông. Tôi có cuốn sách đó, không biết sao có được, mà giờ tôi cũng không biết ở đâu nữa. Cuốn theo chiều gió rồi. Tôi du hành nhiều quá, không còn giữ lại được bao nhiêu. Ông ấy học với mấy vị thiền sư ở Nhật, những thiền sư nổi tiếng. Tôi quên tên vị thầy của ông rồi. Và rồi ông ấy tốt nghiệp. Nhưng ở Nhật, đôi khi dĩ nhiên họ tổ chức bế quan với nhau một tuần hoặc hai tuần. Có một lần họ tổ chức bế quan hai tuần, lần đầu ông đến đó. Họ bế quan hai tuần. Sau hai tuần, họ vẫn bắt ông tiếp tục ngồi thêm. Ông nói, ôi, tôi không ngồi nổi nữa, lần đầu mà ngồi là lâu lắm rồi. Rồi vị thầy trụ trì nói với ông có khả năng nhiều hơn là ông nghĩ, cứ ngồi thêm đi. Và ông đã ngồi. Tôi muốn nói là thân thể chúng ta thật sự là một điều kỳ diệu. Quý vị có thể thúc nó tới kết thúc. Dĩ nhiên không phải chúng ta lúc nào cũng muốn thúc đẩy, chúng ta muốn chợp mắt ngủ. Chút chút, trời ơi, đời sống đã đủ cực rồi, nhưng đừng chớp mắt ngủ quá lâu. Đừng nói sư phụ nói vậy. Quý vị chợp mắt ngủ nhiều rồi, ngay cả trong lúc thiền. Quý vị chợp mắt ngủ rất nhiều. May mắn là quý vị không ở trong chùa Nhật Bản. Ở Nhật, sư trụ trì hoặc người phụ tá đi vòng vòng với một cái cây gậy rất dài. Rất dài và dẹp, và có thể với tới quý vị bất kỳ chỗ nào, như vô sở bất tại, vô sở bất năng, bởi vì nó dài. Và hầu hết chùa không lớn lắm, nên cho dù họ có thể ngồi đây, họ thấy quý vị ngủ gật thì họ bụp một cái, đánh thức quý vị một cách đột ngột. Nhưng không đau lắm. Tôi đã bị đập một lần. Nhưng không đau, chỉ ngượng thôi. Họ muốn nhấn mạnh rằng, này, quý vị gian lận, không phải người tu hành nghiêm chỉnh. Ngủ khi đang làm việc không tốt. Đại khái vậy. Nhưng không đau, họ không đập để làm quý vị đau. Nhưng họ phải đập đúng, bằng không có thể làm thương tổn quý vị một cách khác. Vì thế chỉ đập trên vai, gõ nhẹ một bên thôi, hai vai thế thôi. Một lần và rồi quý vị sẽ có lẽ không dám ngủ nữa, bởi vì nó gây tiếng ồn. Rồi mọi người nhìn quý vị và biết rằng quý vị đã ngủ. Đối với các thiền sư, có một niềm tự hào. Niềm tự hào khi ngồi thẳng không ngừng. Và niệm đại khái như hoặc có lẽ hoặc có lẽ tôi là ai, hoặc ai là tôi. Tôi biết tôi là ai, nhưng có thể quý vị không biết, nên quý vị cứ tự hỏi mình. Công án đó. Và họ rất siêng năng. Ban đêm họ cũng ngồi ngoài trời. Rồi ông đã ngồi, nên ông viết lại trong sách. Lúc đó ông không nghĩ là làm được.
Vì làm sao nổi? Đã ngồi 2 tuần rồi, sao ngồi nổi 1 tuần nữa? Để làm gì? Làm sao được? Làm sao ngồi nổi? Chúng tôi rất mừng là bế quan kết thúc để có thể ra ngoài làm những gì mình muốn. Bây giờ vị trụ trì bắt chúng tôi ngồi nữa. Nên vị trụ trì nói, anh có thể ngồi nhiều hơn là anh nghĩ. Sau đó ông ấy thực sự ngồi được. Nghĩa là thân thể có thể chịu đựng nhiều hơn là mình nghĩ. Chúng ta cứ lập trình trước cho mình với ý nghĩ rằng, ồ, tôi cần điều này, cần điều kia, tôi cần ngủ. Nhưng đôi khi, nếu có bộ phim thú vị nào thì chúng ta không ngủ gì hết. Cứ xem. Nhưng nếu đó là đi làm việc lặt vặt trong bếp hoặc là chùi phòng tắm, thì, ôi, tôi mệt quá và buồn ngủ quá. Lý do tôi buồn ngủ cũng là vì lúc đó tôi làm điều tôi không muốn làm. Tôi thật sự không thích thú sửa soạn quần áo của tôi hoặc dọn dẹp các thứ, vân vân. Tôi không thật sự thích làm. Tôi làm vì công việc thôi. Không phải tôi không sẵn lòng. Có điều sẵn lòng và vui thích là hai thứ khác nhau. Đôi khi quý vị làm những việc mình không muốn làm, nhưng quý vị sẵn lòng làm vì đó là cho lý do chính đáng. Câu chuyện khác về ông ấy là khi ông mới đến Nhật Bản, trời lạnh về mùa đông. Tin tôi đi, tuyết phủ rất dày. Quý vị có thể thấy trong một đoạn phim của tôi mà tôi đi như thế này, với một cái mũ lớn, dạ, mũ rộng vành, phát phới, Nhật Bản, gần căn nhà gỗ nhỏ, nơi tôi sống trước kia. Khi ông mới đến, có lẽ trời đang mùa đông sau đó thật lạnh như vậy đó, vì vậy họ đưa cho ông mấy gói chườm ấm này, ở đây đôi khi quý vị cũng có, và bảo ông hãy để trên bụng. Đan điền, rồi nó sẽ làm ấm toàn thân. Ông đã làm vậy. Sau này họ phát hiện ra ông bị phỏng. Cả vùng đó bị phỏng. Da bị phỏng rất nặng. Họ chữa cho ông nhưng mà cười, nói, ngốc quá, sao ông lại để trực tiếp lên da? Chúng tôi đều để trên vải rồi buộc nó lại. Nhưng ông không nói gì, cứ tiếp tục thiền như vậy. Vài câu chuyện buồn cười mà ông kể lại cho chúng ta đọc, đó là câu chuyện của ông. Câu chuyện về Rosy Kaplow. Sau này, ông có các học trò ở Hoa Kỳ. Và sư trụ trì này mời ông đến. Bởi vì sư trụ trì này cũng có một ngôi chùa khác ở New York. Ông đi đi về về Đài Loan, Formosa, New York. Ông có thẻ xanh. Và đó là nơi tôi lo chùa nhà vệ sinh thuở ban đầu. Và rồi được phát hiện bởi một nhóm người Mỹ da đen. Họ là những đệ tử đầu tiên của tôi ở Hoa Kỳ. Và sau đó một số đệ tử của sư trụ trì cũng muốn theo tôi. Tôi cũng dạy họ. Trước đó đã dạy rồi thì dạy luôn cho rồi chứ sao. Sau đó tôi rời chùa vì họ thấy nhiều người đến gặp tôi hết lần này tới lần khác và họ bắt đầu ngửi thấy mùi. Ngoài ra tôi đã không ăn rất lâu, một thời gian dài, nên họ bắt đầu hiếu kỳ và hỏi tôi và rồi nói huyên thuyên. Thế rồi tôi đã dạy họ và rồi sư trụ trì cũng phát hiện ra. Câu đó đúng không? Nghe về điều đó, phát hiện ra. Không biết tôi học câu đó ở đâu, thậm chí chưa dùng trước đây bao giờ. Cũng không biết tôi đọc loại câu này ở đâu. Mấy người này không nói như vậy. Thường là không, tôi cũng chưa nghe trước kia. Tự nhiên tuôn ra thôi, chắc là từ quý vị. Cảm ơn ha, phước lành của quý vị. À, đôi khi ngồi với người thông minh, họ ảnh hưởng mình hoặc ngược lại. Hoặc ảnh hưởng từ họ, quý vị trở thành ngốc nghếch. Thật vậy, không đùa đâu. Nếu tôi ở cạnh quá lâu với người nào mà không nói tiếng Anh nhiều lắm và họ có chỉ số thông minh hơi thấp thì tôi cũng trở nên như chậm hiểu và đôi khi nghĩ rất lâu mới tìm ra một chữ và nói chuyện nhưng không nói những câu hay thì tôi biết đã đến lúc sayonara, tạm biệt một thời gian. Bằng không tôi trở thành ở đâu, không biết mình đi đâu và là cái gì, trở thành cái gì. Vì vậy dĩ nhiên rồi vị thầy biết về điều đó và một trong mấy vị nữ trong chùa chăm sóc cho vị thầy. Có lẽ giúp sửa soạn quần áo và đại khái vậy. Cô ấy và mẹ cô ấy. Ồ, cô ấy rất ganh tị bởi vì sư trụ trì rất quý mến tôi. Và có một lần, lúc đó tôi không biết nhiều tiếng Hoa, nhưng tôi biết là họ đang tranh cãi về tôi. Đó là lần đầu tôi nghe sư trụ trì lớn tiếng với sắc mặt rất nghiêm túc. Bình thường khi ông dạy, ông không mỉm cười nhiều lắm.
Nhưng ông ấy chưa bao giờ lớn tiếng như thế. Sau đó, dù sao tôi cũng rời đi.